Xin kính chào quý ông bà và anh chị em trong chương trình Xe Lăn Vẹt Lanh. Chúng tôi là Linh Mục Du Xe Lê Quang Uy dòng Chú Cứu Thế, và bên cạnh chúng tôi là Thầy Du Xe Maria Nguyễn Anh Vũ dòng Đa Minh. Chúng tôi là đại diện ở Sài Gòn, Thầy Vũ là đại diện ở tỉnh Kon Tum. Chúng tôi đã phối hợp với nhau để có được đợt phát xe đầu tiên chiều ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018. Chúng tôi đang đứng trên mảnh đất của làng Đắk Rao Ram, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Và đợt đầu tiên sẽ nhận xe lăn đó là 10 người lớn tuổi, bệnh tật, già yếu, có gặp tai nạn. Và bây giờ rất là cần cái xe lăn để có thể di chuyển đi nhà thờ, hoặc là buôn bán, hoặc là đi ở trong làng, di chuyển ở trong làng. Mỗi một người sẽ có thêm một chút quà, gồm có gạo, mì tôm, đường và sữa đặc, là món quà của quý ân nhân chương trình Xe Lăn Vẹt Lanh. Chúng tôi xin chuyển lời để Thầy Nguyễn Anh Vũ có đôi lời ngỏ cùng quý ân nhân của chương trình Xe Lăn Vẹt Lanh. Con xin kính mời Thầy Vũ. Kính thưa quý ông bà của chương trình Xe Lăn Vẹt Lanh, mà quý vị đã rất tốt để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng, rất là biết ơn và hiện diện nơi đây có cha Lê Quang Huy cũng như những đoàn công tác của cha đã đến thăm làng và giúp đỡ những người đau yếu bệnh tật. Và cách riêng trong đợt này, cha đến giúp 10 chiếc xe lăn cho những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt, những người gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển. Và những chiếc xe lăn này sẽ giúp rất nhiều cho cuộc sống của các anh chị em đây. Họ sẽ đi làm, đi sinh hoạt và đi dâng lễ. Hy vọng là những chiếc xe lăn sẽ là món quà tinh thần rất lớn để khích lệ cuộc sống của những anh chị em khó khăn trong vùng đất này. Một lần nữa chúng tôi hết lòng biết ơn quý vị, và hy vọng chúng tôi sẽ nhận được nhiều tình cảm của quý vị dành cho chúng tôi. Và cách riêng chúng tôi xin cảm ơn cha Lê Quang Huy cũng như những người cộng tác của cha đã đến đây giúp đỡ và yêu mến chúng tôi. Chúng tôi cũng xin nói thêm, đây là cái nhịp cầu phía bên Việt Nam, nhưng mà có một cái đầu cầu ở bên Đức là do hai ông bà người Việt Nam, người Phật giáo rất là từ tâm, thiện trí, đó là ông Nguyễn Văn Long và bà Phí Thị Lan Hương, đó là cái đầu cầu phía bên Đức để làm cái nhịp cầu nối giữa các ân nhân của chương trình Xe Lăn Vẹt Lanh ở bên Đức rất là xa xôi như vậy đối với anh chị em của chúng ta ở Việt Nam. Sau đây thì xin một anh đại diện trong các người nhận xe lăn sẽ có đôi lời. Xin chào quý đoàn, chào quý anh tên là Tô Ai Phúc. Cảm ơn các đoàn đã tặng cho chúng tôi một chiếc xe lăn thế này. Chúng tôi hứa sẽ đi vài nơi để mà đi tiện đường đi. Thì con xin cảm ơn rất nhiều. Xin hết. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý ân nhân chương trình Xe Lăn Vẹt Lanh. Những chiếc xe lăn tiếp theo chúng tôi sẽ làm đợt thứ hai của chiều hôm nay, đang chờ bà con ở nhiều nơi xa về lại nơi đây. Rồi ngày mai, Chủ nhật ngày 14 tháng 10, chúng tôi sẽ có đợt trao tặng xe lăn thứ ba. Xin một tràng pháo tay cảm ơn tất cả quý ân nhân. Oh.
Xin kính chào quý ân nhân trong chương trình Xe Lăn Bạc Lanh. Lại một lần nữa chúng tôi xin được tự giới thiệu, chúng tôi là Linh Mục Du Xe Lê Quang Uy của dòng Chúa Cứu Thế. Bên cạnh chúng tôi là Thầy Du Xe Nguyễn Anh Vũ, dòng Đa Minh. Chúng tôi là đại diện ở bên Việt Nam, được ông bà Nguyễn Văn Long và Phí Thị Lan Hương đại diện bên Đức cho chúng tôi một cái niềm vui được phục vụ những người khuyết tật. Chúng tôi đã phối hợp với tất cả các cha, các thầy và những cộng tác viên tại tỉnh Kon Tum để lập được một danh sách những người cần được trợ giúp chiếc xe lăn để có thể sinh hoạt, đi lại, đến nhà thờ. Hôm nay chúng tôi có buổi phát trao tặng xe lăn lần thứ hai. Chiều hôm qua chúng tôi đã phát xe lăn tại làng Đắc Tô. Ngày hôm nay chúng tôi đang đứng ở trong làng Con Rơ Bang của tỉnh Kon Tum. Những người sẽ nhận xe lăn ngày hôm nay đều là những người thuộc phường Quang Trung, phường Nguyễn Trãi của thành phố Kon Tum, đồng thời của làng Đắc Rô Ve, huyện Con Rây. Chúng tôi xin nhường lời để cho Thầy Phó Tế Nguyễn Anh Vũ có đôi lời với quý ân nhân. Cảm ơn cha. Kính thưa quý ân nhân, như quý vị đã thấy, 10 chiếc xe lăn mà quý vị đã ưu ái gửi về trao tặng đến từng người một trong số những người khiếm khuyết của chúng con đây. Đây là những anh chị em trong giáo xứ Con Rơ Bang, và hiện giờ chúng ta, quý vị đang phát ở điểm này. Trong số này có thêm hai em ở làng xa, đó là huyện Con Rẫy như cha vừa nói. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi vô cùng biết ơn quý vị đã ưu ái dành tình thương đặc biệt đến Việt Nam, mà đặc biệt là dành cho những người nghèo, những người kém may mắn và những anh chị em khuyết tật của chúng ta đây một phương tiện rất thiết thực để di chuyển. Thật là khó để nói lên lòng biết ơn của chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và xin chú chúc lành. Tôi xin hết. Kính thưa quý ân nhân, ngoài chiếc xe lăn làm quà tặng thì ban tổ chức cũng gửi đến mỗi một anh chị em một bao gạo, một thùng mì tôm, một gói đường và một hộp sữa đặc. Chúng tôi cũng được nói thêm là ngày hôm qua khi phát xe lăn tại làng Đắc Tô, thì Đắc Tô là một cái địa danh nổi tiếng bởi vì đã từng xảy ra những trận chiến rất là lớn từ thời chiến tranh năm 1967 với cái địa danh là đồi Charlie, làng Đắc Tô, Tân Cảnh. Ở nơi đây ngày hôm nay chúng ta cũng đang thấy có cái sự phát triển phục hồi lại cái màu xanh của núi rừng, nhưng mà những cái hậu quả của thời gian chiến tranh vẫn còn để lại những cái vết thương sẽ còn lâu dài lắm mới có thể phục hồi được. Nên một trong những cách để mà có thể đem lại niềm vui và phục hồi cho anh chị em, đó là những quà tặng của các ân nhân, những chiếc xe lăn. Nó không có là một cái gì quá lớn lao, nhưng mà lại là một niềm vui, cũng cộng tác vào cái việc hồi sinh, đem lại niềm vui cho tất cả bà chị em. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời một anh Bình sẽ thay mặt cho 10 người nhận xe lăn sáng nay, đợt thứ hai, Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018. Anh Bình sẽ có đôi lời đối với các thân nhân. Dạ, hôm nay thì con xin cảm ơn quý ông nhân để cho đứa con chiếc xe lăn để đi lại, để chúng ta có thể ấy đi lại được, có thể hòa đồng với cuộc sống được. Xin mọi người một tràng pháo tay. Vâng. Xin kính chào quý ân nhân chương trình Xe Lăn Bạc Lanh.
Đây là lần thứ 3 chúng tôi phát trao tặng các chiếc xe lăn trong buổi sáng Chủ nhật 14 tháng 10 năm 2018. Đã có 2 đợt trước rồi. Đợt thứ 3 này chúng tôi chỉ phát được 3 người tại chỗ. Còn lại là 3 trường hợp nữa, chúng tôi sẽ phải nhờ thầy Sáu, thầy Phó Tế ở đây cùng với các cộng tác viên cô Uyên Thảo. Thảo Uyên sẽ mang xe đến tận nhà để trao tặng tại làng Player 2. Còn ở đây là những người nhận xe lăn của làng Con Monay Sơ Lam 2 thuộc phường Trường Chinh của thành phố Kon Tum. Một lần nữa chúng tôi là Linh Mục Lê Quang Uy và thầy Nguyễn Anh Vũ xin thay mặt cho tất cả những anh chị em nhận được xe lăn của sáng hôm nay đợt thứ 3. Chủ nhật 14 tháng 10, chúng tôi xin hết lòng tri ân đến quý ân nhân đã cho chúng tôi có được cái niềm vui để mà trao tặng những chiếc xe lăn làm phương tiện sinh hoạt, di chuyển, buôn bán, làm việc, mưu sinh của anh chị em tại thành phố Kon Tum, tại tỉnh Kon Tum này. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn. Ngoài các cái chiếc xe lăn, chúng tôi còn cũng như những người khác, chúng tôi cũng có một phần quà gồm có gạo, mì tôm, đường và sữa để các người nhận xe lăn cũng có thêm chút quà vui cho gia đình của mình nữa. Xin một tràng pháo tay cảm ơn tất cả quý ân nhân. Có ai nói được gì không? Có ai đại diện nói không? Tập hội, tập nào? Đây, được rồi. Cảm ơn nhiều lắm.